Chúa cùng anh chị em và ơn cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy, và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha Đấng đã sai Thầy. Các điều đó Thầy đã nói với anh em đang khi còn ở với anh em, nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo Thầy ra đi và đến cùng anh em. Nếu anh em yêu mến Thầy thì hẳn anh em đã vui mừng, vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra anh em tin. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, nước Việt Nam của mình có nhiều cái nhất, thế nhưng mà toàn là nhất ngược đời không à. Và có thể nói được rằng là nước chậm tiến, có thể nói gần như nhất rồi, chậm tiến. Đang khi lãnh thổ các nước người ta quan tâm đến rừng vàng bạc biển, và không những rừng vàng bạc biển mà còn người ta nghĩ đến không gian ở trên cơ. Thế nhưng Việt Nam của mình thì chỉ có loay hoay ở đất liền. Mãi sau này thì mình mới ý thức được rằng biển nó có tầm chiến lược quan trọng. Biển nó cũng cung cấp cho mình thực phẩm dồi dào. Lúc đó mình mới loay hoay lo giữ cái biển của mình. Thế nhưng rồi chúng ta thấy giữ cũng không xong. Rồi các đảo cũng thế, các hải đảo mang một ý nghĩa quan trọng, thế nhưng rồi chúng ta thấy cách này cách khác, xem ra đất nước của mình càng lúc nhìn nó càng rách nát. Và một đại biểu quốc hội nói rất mạnh, đó là hai cái điều quan trọng sẽ giúp khôi phục lại đất nước Việt Nam. Thứ nhất là giặc nội, đó chính là phải chống tham nhũng. Một đất nước nghèo rất mồng tơi, thế nhưng mà tham nhũng số một thế giới. Thứ hai, giặc ngoại, đó là lo phải bảo vệ lấy chính mình. Chúng ta thấy trong những ngày vừa qua phản ánh trên các phương tiện truyền thông cho chúng ta thấy rằng cái vùng biển miền Trung
kể như là gặp nhiều khó khăn. Chợ búa chúng ta thấy cũng gặp nhiều khó khăn, buôn bán ngừng trệ, các thứ xáo trộn. Thế nó xuất phát từ chỗ là mình không sống yêu, sống yêu như Thầy yêu, mà Chúa Giêsu thì luôn luôn loay hoay và lo một điều quan trọng, đó là Thầy ban cho anh em giới răn của Thầy, một giới răn mới. Anh em yêu như Thầy yêu, và qua dấu hiệu ấy anh em trở thành môn đệ của Thầy. Và trong hôm nay Chúa Giêsu vẫn nói tiếp về tình yêu. Ai yêu mến Thầy sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy. Lời Thầy là gì? Thưa, lời Thầy đã ban cho anh em là yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Và như vậy khi mình sống yêu thương thì mình cảm thấy có một niềm vui rộng lớn. Ai yêu mến Thầy, giữ lời Thầy. Giữ lời Thầy đó là yêu thương như Thầy yêu thương. Và yêu thương như Thầy yêu thương, Cha Thầy yêu mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Và ngược lại, ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha Đấng đã sai Thầy. Mỗi người chúng ta xét mình xem ra còn xa lắc xa lơ những gì mà Chúa Giêsu thao thức, những gì mà Chúa Giêsu bồn chồn, những gì mà Chúa Giêsu loay hoay để muốn cho mỗi người chúng ta là những môn đệ sống, sống yêu và cảm nhận được cái niềm vui của tình yêu mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc cho chúng ta, Amoris Laetitia, những niềm vui của tình yêu. Mình có thực sự cảm nhận được niềm vui của tình yêu hay không? Hay là mình sống va chạm với nhau, mình cảm thấy mình phải ăn người, mình phải hơn người, mình phải đè nén nó xuống, mình phải tiêu diệt nó. Và như thế bùng lên cái sự ghen tị, ganh ghét nhau, không thấy đâu là một niềm vui của tình yêu cả. Và trong khi đó Thầy Giêsu mở ra cho chúng ta con đường, đó phải là con đường của tình yêu, yêu như Thầy yêu. Và anh em sẽ được bình an, và bình an của anh em trọn vẹn. Và điều này Chúa Giêsu thấy rằng con người khó thực hiện, cho nên Chúa Giêsu phải cử Thánh Thần đến. Thầy nói với anh em đang khi còn ở với anh em, nhưng Đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Cho nên chúng ta đang sống vào tam kỳ phổ độ, vào thời kỳ thứ ba, thời kỳ của Chúa Thánh Thần. Và Chúa Thánh Thần đang hoạt động tích cực trong thế giới này và nơi tâm hồn mỗi người chúng ta. Và liệu chúng ta có để Chúa Thánh Thần tác động, để Chúa Thánh Thần linh hoạt, để rồi mình trở nên một con người mới và mình nắm bắt được niềm vui hay không? Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô.